Chào mừng các bạn đến với kênh Home Garden 87. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách trồng cây ớt sao cho nhiều trái nhé. Nếu bạn đam mê làm vườn và muốn thu hoạch những trái ớt cay ngọt, hãy theo dõi video này nhé. Hành trình trồng cây ớt tuyệt vời này nào. Để cây ớt phát triển tốt, chúng ta cần chuẩn bị đất thật kỹ lưỡng. Cây ớt thích đất thịt nhẹ, tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Trước khi gieo hạt, hãy làm đất tơi xốp và bón phân hữu cơ hoặc phân chuồng. Chúng ta có thể trộn khoảng 2-3 kg phân hữu cơ mỗi mét vuông đất để cung cấp đủ dưỡng chất cho cây. Gieo hạt ớt trong khay ươm, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên, đảm bảo đất luôn ẩm nhưng không ngập úng. Khi cây con mọc được 2-3 lá thật, chúng ta cần tỉa bớt những cây yếu để lại những cây khỏe mạnh nhất. Chuyển cây con ra vườn khi cây đạt chiều cao khoảng 10-15 cm. Khoảng cách giữa các cây nên là 30-40 cm để cây có đủ không gian phát triển. Tưới nước đều đặn, đặc biệt là trong giai đoạn cây còn phát triển. Tưới vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để tránh làm cây bị sốc nhiệt. Bón phân bổ sung khi cây bắt đầu ra hoa. Sử dụng phân NPK hoặc phân hữu cơ hòa tan trong nước để bón cho cây. Tưới phân cách tuần một lần để đảm bảo cây nhận đủ dinh dưỡng. Đảm bảo đất luôn ẩm nhưng không để cây bị ngập úng. Phòng trừ sâu bệnh là một bước quan trọng để cây ớt phát triển tốt và cho nhiều trái. Thường xuyên kiểm tra cây để phát hiện sâu bệnh sớm. Có thể sử dụng các biện pháp hữu cơ như phun dung dịch tỏi ớt hoặc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để bảo vệ cây. Sau khoảng 70-90 ngày, cây ớt sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Khi trái ớt chuyển sang màu đỏ hoặc màu đặc trưng của giống ớt bạn trồng, có thể thu hoạch. Thu hoạch ớt vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để đảm bảo trái ớt tươi ngon nhất. Đó là toàn bộ quy trình trồng cây ớt cho nhiều trái. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên like, share và đăng ký kênh Home Garden 87 để nhận thêm nhiều video hướng dẫn làm vườn thú vị khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.